Thưa quý vị, mới đây, quân nhân ở Cộng hòa Niger, quốc gia nằm ở khu vực Tây Châu Phi, tuyên bố đảo chính trên truyền hình quốc gia vào ngày 26 tháng 7. Lý do được đưa ra là vì tình hình an ninh đất nước tiếp tục xấu đi, quản lý kinh tế và xã hội trở nên yếu kém. Trong thông báo trên truyền hình ngày 26 tháng 7, Đại tá Amadou Abramani mặc quân phục màu xanh da trời, ngồi ở vị trí trung tâm, đứng phía sau có 9 quân nhân tuyên bố: "Chúng tôi, lực lượng quốc phòng và an ninh đã quyết định đảo chính, chấm dứt chế độ hiện hữu. Điều này xảy ra vì tình hình an ninh đất nước tiếp tục xấu đi, quản lý kinh tế và xã hội yếu kém." Ông Abramani cho biết, phe đảo chính đã bãi bỏ hiến pháp, đình chỉ mọi thể chế và đóng cửa biên giới quốc gia. Tất cả các cơ quan chính phủ đã bị đình chỉ, người đứng đầu các bộ sẽ giải quyết công việc sự vụ hàng ngày. Ông Abramani nhấn mạnh, tất cả các đối tác bên ngoài được yêu cầu không can thiệp vào việc nội bộ của Niger, biên giới trên bộ và trên không sẽ bị đóng cửa cho đến khi tình hình ổn định. Ông xác nhận Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã bị lực lượng bảo vệ của chính mình bắt giữ từ sáng sớm hôm 26 tháng 7. Nhóm quân nhân đứng phía sau vụ đảo chính đang kiểm soát tình hình đã ban hành lệnh giới nghiêm ban đêm có hiệu lực từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau cho đến khi có thông báo mới. Đại tá Abramani cho biết những người lính của mình đang hành động dưới lá cờ của Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc CNSP. Sau thông báo trên về vụ đảo chính, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Bazoum. Phát biểu tại cuộc họp báo ở New Zealand, Ngoại trưởng Mỹ cho biết tình hình hiện nay ở Niger rõ ràng là một nỗ lực giành chính quyền bằng vũ lực và vi phạm hiến pháp. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong ngày 27 tháng 7, Ngoại trưởng Blinken đã gọi điện được cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum trong lúc ông bị các vệ sĩ của mình quản thúc bên trong tư gia để khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ. Trước diễn biến tình hình ở Niger, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Bazoum và đề xuất rằng Liên Hiệp Quốc có thể hỗ trợ đầy đủ cho Niger. Khối Kinh tế Tây Phi cho biết họ lên án mạnh mẽ việc giành chính quyền bằng vũ lực. Theo đài BBC, mặc dù xảy ra đảo chính, tình hình ở thủ đô của Niger hầu như yên bình. Trong ngày 26 tháng 7, nhiều người ở thủ đô đã xuống đường tuần hành ủng hộ Tổng thống Bazoum. Thỉnh thoảng, các quân nhân phe đối lập nổ súng để giải tán các cuộc biểu tình. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến tình hình đảo chính ở Niger. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tại trang tuổi trẻ.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!